Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội. Bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thủ môn mang áo số 26 Huỳnh Tuấn Linh. Các cầu thủ hậu vệ Kim Đông Su, số 6 Lương Xuân Trường mang băng đội trưởng, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 11 Nguyễn Tuấn Anh, số 15 Nguyễn Hữu Tuấn, số 17 Văn Thanh, số 30 Washington Brandao và số 94 là Mauricio. Đây là những cầu thủ sẽ đá chính bên phía câu lạc bộ Viettel. Các cầu thủ số 3 Nguyễn Thanh Bình, số 5 Trương Văn Thiết, số 11 Abdul Munirop, số 12 Hồ Khắc Ngọc, số 19 Danh Trung, số 21 Đức Chiến, số 26 Nguyên Mạnh, số 28 Hoàng Đức, số 33 Dương Văn Hào, số 88 Bùi Duy Thường và số 94 tiền đạo Giovane. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel trong bộ trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay phải màn hình của quý vị. Văn Thanh, cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào lưới Viettel. Một cú dứt điểm từ xa và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cú dứt điểm rất đẹp mắt. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Bàn thắng đã được ghi ở ngay phút thứ tư của trận đấu. Rất ấn tượng. Đó là một cú dứt điểm không thể cản phá của Công Phượng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng này. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai đã có được cho mình bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Một bàn thắng từ rất sớm. Và đây, một cú giã chân của cầu thủ mang áo số 10. Bóng đi theo một quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Và thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể làm gì. 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Thực hiện quả ném biên. Hoàng Đức, đường chuyền rất tốt của Hoàng Đức. Làm gì đây? Và như vậy là câu lạc bộ Viettel đã có được bàn thắng để san bằng cách biệt. Gần như trong cơ hội đáng kể đầu tiên của mình trong trận đấu này thì câu lạc bộ Viettel đã có được pha lập công. Trận đấu đã được trở về thế cân bằng. Giovane, cầu thủ mang áo số 94 là người đã dứt điểm tung lưới thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Hoàng Đức tỏa sáng với một pha chuyền bóng đầy nhạy cảm và sau đó thì Giovane đã cho thấy đẳng cấp của mình với một pha thoát đi và dứt điểm ở góc hẹp. Kim Đông Su là người đã không thể theo kèm Giovane và để cho cầu thủ mang áo số 94 dứt điểm thành công. Những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có khá nhiều cầu thủ có khả năng sút phạt tốt và đây sẽ là một cơ hội rất rõ ràng. Lương Xuân Trường không phải là một tình huống dứt điểm thẳng mà là tình huống phối hợp của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống cố định đánh đầu. Không vào. Một tình huống đánh đầu rất nguy hiểm của trung vệ Kim Đông Su. Trong một tình huống lên tham gia tấn công. Bởi vì hàng phòng ngự của Viettel luôn được tổ chức một cách rất kín kẽ. Kim Đông Su dứt điểm ngay. Như vậy là bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía của câu lạc bộ Viettel trong vòng cấm. Một quả penalty dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Đức Chiến là cầu thủ đã để bóng chạm tay và phải nhận một tấm thẻ vàng. Công Phượng. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho Hoàng Anh Gia Lai. 2-1. Một cú dứt điểm trên chấm 11m hoàn hảo của Công Phượng. Những màn ăn mừng quen thuộc của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai kể từ mùa giải năm ngoái. Phút thứ 26 của trận đấu và Hoàng Anh Gia Lai đã một lần nữa vượt lên. Sẽ là một trận đấu rất đáng nhớ với cầu thủ mang áo số 10 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Có vẻ như Công Phượng cũng đã phần nào bị trượt chân trong cú dứt điểm. Nhưng không vấn đề gì, bóng vẫn bay vào lưới. Nguyên Mạnh đã không thể phán đoán đúng hướng đi của bóng. Chạm người Công Phượng. Vẫn đang là Hoàng Đức. Tiếp tục là một tình huống treo bóng vào trong. Có thể dứt điểm. Đó là một pha dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Đó là cú ra chân của Dương Văn Hào. Của Hoàng Đức dành cho Dương Văn Hào. Và Xuân Trường
Một tình huống phối hợp giữa bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng. Văn Toàn, rất nhiều khoảng trống cho Văn Toàn, sẽ là cơ hội chăng? Tình huống căng ngang của Văn Toàn, dứt điểm. Chưa thể có bàn thắng thứ ba cho Hoàng Anh Gia Lai. Chưa thể có mình có được cho mình một bàn thắng. Rất nhiều khoảng trống dành cho Văn Toàn. Washington Randall đã không thể chạm bóng. Có thể dứt điểm. Đường truyền dành cho Công Phượng, tiếp tục là một cơ hội nữa. Không có nhiều lựa chọn cho Hoàng Đức trong pha bóng này. Đường truyền tốt dành cho Văn Hào. Phép lợi thế dành cho câu lạc bộ phía theo. Duy Thường. Bóng tìm tới vị trí của Văn Hào. Với những cầu thủ có chiều cao và thể hình tương đối ấn tượng như là Mauricio hay là Kim Dong-su. Một pha bóng nguy hiểm. Không thể có bàn thắng cho câu lạc bộ Viettel. Trái bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Trương Văn Thiết là người đã thực hiện từng huống áp sát. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Đã có đôi chút sơ hở trong tình huống phòng thủ của Kim Dong Su. Bóng chạm chân Kim Dong Su và mở ra một cơ hội. Trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn đang là bỏ ngỏ khi cầu thủ này đang gặp vấn đề về đầu gối. Một pha xử lý của Hữu Thắng. Giovane có cơ hội. Làm gì đây? Một đường chuyền bóng bổng vào trong và cố gắng thực hiện một cú đánh đầu. Không thể có pha dứt điểm từ xa. Phạm lỗi. Các bác sĩ đã phải dành thời gian để chăm sóc cho cầu thủ đang bị đau bên phía câu lạc bộ Viettel. Trận đấu đã bước sang phút thứ 75. Thời gian còn lại là không quá nhiều dành cho câu lạc bộ Viettel nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách bề nhẹ một chút nào. Những tràng pháo tay đã được dành cho cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Của câu lạc bộ Viettel trong lần chạm trán giữa hai đội trên sân hàng đẫy. Công Phượng là người thực hiện quả đá phạt. Không có tình huống chạm bóng của cầu thủ bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Tiếng còi đá một lần nữa cất lên. Kim Dong Su là người đang bị đau. Pha xử lý tốt của Hữu Thắng, dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2 đều cho câu lạc bộ Viettel. Một đường chuyền phải nói là vô cùng ấn tượng và đẳng cấp của Hữu Thắng, loại bỏ toàn bộ những cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và kết quả là người đồng đội của anh đã mang về bàn thắng để san bằng cách biệt tỷ số 2 đều. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 17 bên phía của câu lạc bộ Viettel, đó là Nguyễn Đức Hoàng Minh. Một đường chọc khe từ giữa sân của Hữu Thắng. Và Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Niềm vui của cầu thủ mang áo số 17 cũng như các đồng đội. Thì câu lạc bộ Viettel sẽ phát huy điểm mạnh của mình là những tình huống phản công. Hoàng Đức vẫn đang là Hoàng Đức, dứt điểm ngay. Một quyết định táo bạo của Hoàng Đức.